Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi hân hạnh được gửi đến quý vị một tiết mục mang đầy tính giải trí và hứa hẹn sẽ giúp quý thính giả có những giờ phút thư giãn bằng những trận cười giòn giả. Mời quý thính giả lắng nghe tuyển tập truyện cười mới nhất hôm nay được chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Truyện cười số 1, nhà sư chuẩn mực. Có một gia đình gửi con đến học đạo ở chùa. Người con này rất phá phách. Sau một thời gian tu học, người con mới trở về thăm nhà và than vãn với cha mẹ mình về nỗi khổ nhọc khi bị la mắng ở chùa. Cha mẹ của chú Tiểu liền tức giận và đến chùa trách cứ vị thầy tu. Người cha: Thầy tu, sao ông lại chửi con tôi? Vị thầy tu: Mô Phật, bần tăng chưa rầy la ai bao giờ. Người cha: Vậy chứ sao, thằng con tôi nói, ông còn dọa đánh con tôi nữa. Vị thầy tu: Mô Phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. Người cha dắt tay con trai mình về, còn lườm lại: Lần này nữa thôi, lần sau mà ông còn dọa nạt con tôi nữa là tôi không nể nang ông nữa đâu nha. Vị thầy tu: Mô Phật, mô Phật, bần tăng chưa ngán ai bao giờ. Chuyện cười số 2, chuyện luật sư. Một ông luật sư vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bỗng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quẹt mất cái cửa xe của chiếc BMW. Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy dựng lên, có vẻ tức giận lắm. Thấy vị cảnh sát, ông ta gằn giọng phàn nàn: Ông xem, chúng làm thiệt hại nặng nề cho cái xe BMW mới của tôi đến thế này này. Vị cảnh sát quan sát hiện trường rồi nói: Bọn luật sư các ông chỉ coi vật chất là trên hết. Ông chỉ quan tâm cái xe BMW mắc dịch này mà chẳng biết rằng cái cánh tay trái của ông cũng đã bị quẹt rụng mất tiêu rồi. Ông luật sư kinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay mình đã mất và kêu toáng lên: Tôi phải tìm nó ngay, tôi đeo cái đồng hồ Rolex ở cổ tay đó, mau mau tìm giùm tôi đi, mau lên mau lên. Chuyện cười số 3, chồng mong vợ mau già. Vợ chồng đang đi dạo trong công viên, vợ bảo: Ước gì chúng mình được trở lại thời 18 đôi mươi như đôi trai gái kia, để được yêu cuồng dại như mới ngày đầu ta hẹn hò. Người chồng thì chỉ vào ông lão và bà lão đang ngồi bóp vai cho nhau trên ghế đá, bảo: Anh lại ước chúng ta giống như họ. Vợ gục đầu vào vai chồng, tủm tỉm cười hạnh phúc. Cũng phải, sống với nhau đến đầu bạc răng long, ai chả muốn, anh nhỉ? Người chồng lắc đầu: Già rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em rầy la mắng nhiếc. Già rồi, giọng em cũng yếu, không quát tháo được nhiều. Già rồi, chân cũng mỏi, gối cũng trùng, em đỡ đi lượn lờ mua sắm lung tung. Chuyện cười số 4, bồi thường khó đỡ. Người lái xe tải chạy ven đường một làng nọ và tông chết một con gà trống. Anh vội vàng dừng xe và chạy đi tìm bà chủ con gà xin lỗi, muốn bồi thường. Bà chủ nói: Anh là một lái xe tốt hiếm thấy, con gà cũng chẳng đáng là bao, anh cứ đi đi, không phải đền bù gì cả. Thưa bà, dù sao con gà ấy cũng cần thiết cho bà cứ để cháu đền, thì cháu mới yên tâm và bà mới vui lòng. Chào ơi, quý hóa quá. Thế này nha, để tôi vui lòng và anh cũng yên tâm, thì sáng sáng anh lái xe đến đây và gáy cho tôi một hồi là được. Chuyện cười số 5, phải làm gì đó. Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân của mình. Ông bị cảm cúm nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi. Bệnh nhân sốt ruột hỏi: Nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đó chứ?
Ông thử tắm nước lạnh chừng nửa giờ, quấn khăn mỏng ngang bụng, chạy ngoài trời khoảng vài chục phút. Thế thì tôi sưng phổi mất còn gì? Sưng phổi thì sẽ có thuốc điều trị. Vâng, vậy là vừa rồi là tuyển tập những chuyện cười số 2 của Chưa Một Chút. Chúng tôi hy vọng quý thính giả đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của chương trình.